Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria kia mình. Và có rất nhiều bạn có gửi cho mình một câu hỏi, đó là lý do vì sao mà bên Ghana họ lại tặng cho những cái tài khoản mới một cái thẻ đổi tên. Thì cái này thì mình không để ý lắm, mà bây giờ thì mình sẽ thử tạo một cái tài khoản mới xem là cái này có đúng như vậy không. Đấy, tại vì thực ra từ trước giờ thì cũng mình không biết là cái vụ đó nó update vào lúc nào. Thì có rất là nhiều bạn có thắc mắc hỏi mình về vấn đề đó. Đặt tên mãi chưa được, này, đặt tên được rồi, đây tôi tạo thử cái nick mới nhá. Đấy, tại vì có nhiều bạn chụp ảnh cho mình là nick em chưa lâu lắm thì không chơi thì tự nhiên lại có cái thẻ đổi tên. Đấy, thế nó mới dị anh em ạ. Vâng, thế nó mới ảo, tự nhiên lại tặng quà thẻ đổi tên 450 kim cương. Đấy, free, thế nó mới ảo. Đâu rồi, để tôi vào tôi xem. Đây là tài khoản mới tinh này. Sao tài khoản mới nó lại không bắt mình chơi trận đầu tiên nhỉ? Đây, phần khác. À đây, đúng rồi, có một cái thẻ đổi tên thật. À, như vậy là tất cả các tài khoản mới thì đều được bên Ghana cho chúng ta một cái thẻ đổi tên. Đấy, khá xịn so con bò. À, như vậy là cái này là bên Ghana tặng chúng ta một lượt đổi tên miễn phí. Hình như ngày xưa ấy, tôi nhớ là ngày xưa cái lúc mà Ghana Free Fire mới ra ấy thì bên Ghana cũng có tặng cho chúng ta một lần đổi tên miễn phí. Và lần đổi tên thứ hai trở đi thì mới phải mất tiền. Đấy, tuy nhiên thì sau này bên Ghana ra hẳn một cái thẻ là một cái vé đổi tên như này thì tôi không, hình như là khi mà chúng ta tạo tài khoản chúng ta không được đổi tên miễn phí nữa, bắt buộc phải mua. Tuy nhiên thì vì một lý do nào đó mà trong một vài phiên bản gần đây thì bên Ghana Free Fire quyết định là sẽ bổ sung lại cái thẻ đổi tên này để cho người chơi có thể được đổi tên miễn phí nhất một lần. Đấy, ví dụ nha, lúc mà mới tạo tài khoản thì mình kiểu đặt tên linh tinh ấy, mình đặt là UAWE là cái gì đấy. Đấy, mình đặt nó chưa được khôn cho lắm thì sau này mình nghĩ lại, đấy, mình muốn quay xe. Đấy, nhưng mà mình lại không muốn là phải bỏ tiền ra để mua thẻ đổi tên, mà cũng không muốn là phải chơi tài khoản mới để đặt tên lại. Thì chúng ta có sẵn một cái thẻ đổi tên này. Và tất nhiên là nếu như các bạn lần đầu tiên các bạn đặt tên chuẩn rồi, các bạn không dùng thì các bạn vẫn sẽ có cái thẻ đổi tên này cho lần sau. Thế thì cũng ấm nhỉ. Cái thẻ đổi tên bình thường là 450 kim cương, không phải ít đâu. Đấy, quá phê, tự nhiên vào chẳng làm gì, không làm mà vẫn có ăn anh em ạ. Đấy, không làm vẫn tự nhiên có một thẻ đổi tên, khá ấm, khá ấm. Đấy, thì anh em chú ý, đó là anh em chú ý là chúng ta sẽ có một cái thẻ đổi tên miễn phí nhá. Thì thực ra là nhiều anh em chẳng để ý lắm. Ngoài ra khi anh em chơi level 3 thì anh em sẽ có nhân vật Unreal. Thì hồi trước ấy, có nhiều bạn hỏi tôi là tại sao có một số người không có nhân vật Unreal. Tại vì là có một khoảng thời gian thì bên Ghana không tặng miễn phí con Unreal nữa, và cũng chưa có cái hệ thống quà lên cấp. Và đó lý do tại sao mà rất nhiều người không có con Unreal, và đến thời điểm hiện tại mọi người không có luôn. Thì trong sự kiện đổi 126 nhân vật vừa rồi thì mọi người cũng có thể lấy con nhân vật Unreal này rồi. Đấy, thì tự nhiên kiểu bây giờ bên Ghana nó thay đổi cái hệ thống quà lên cấp các thứ này. Đấy, thì có khoảng 2-3 tháng gì đó ngày trước là có những người không nhận được con Unreal miễn phí này, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ đa số mọi người đều có rồi và có thể làm nhiệm vụ thức tỉnh để thức tỉnh Unreal luôn. Ok, thì đó là cái vấn đề thẻ đổi tên miễn phí dành cho tài khoản mới nha anh em, mà hy vọng mình giải thích như vậy anh em đã nắm được rồi. Ok, chúng ta sẽ có một vấn đề thứ hai, đó là rất nhiều bạn có gửi thư, gửi câu hỏi về cho Ria Gaming, đó là hỏi về OB28 thì có nặng hơn so với cả OB27 hay không. Tức là nặng hơn ở đây nó sẽ có hai cái, thứ nhất là nặng hơn về đồ họa, thứ hai là nặng hơn về dung lượng. Thì về mặt đồ họa ấy, thì sau 5 ngày, sau 6 ngày trải nghiệm OB28 thì mình thấy là đồ họa của bên OB28 thì nó khá là mượt mà, nó khá là nhẹ nhàng, độ nhạy nhanh hơn. Thì mình thấy rằng là nó không có vấn đề gì về đồ họa cả, đồ họa nó không thay đổi nhiều và cũng không có cập nhật gì thêm quá nhiều liên quan đến đồ họa của phiên bản OB28. Như vậy OB28 và OB27 đồ họa sẽ là tương tự như nhau. Đấy, và nó cũng sẽ không có, khi mà mình chơi trong game thì nó cũng khá mượt, nó không có tình trạng giật lag. Chỉ có một điểm duy nhất thay đổi về game đó chính là cái độ nhạy thôi. Cái độ nhạy của phiên bản OB28 ấy, các bạn nào mà chơi Free Fire thường thì nó sẽ có một cái độ nhạy nó tương tự với Free Fire Max. Đấy, bây giờ thì cái độ nhạy của Free Fire thường và Free Fire Max gần như là nó đã tương đồng với nhau rồi. Và nếu mà bạn nào mà mới chuyển từ Free Fire thường qua Free Fire Max thì các bạn sẽ thấy là cái độ nhạy của OB28 ấy nó rất giống với Free Fire Max, và có thể nó sẽ khiến cho anh em chưa quen cho lắm, tức là khi mà chúng ta di chuột hay chúng ta quay mặt ấy, nó sẽ nhạy hơn so với bình thường rất là nhiều. Và điều này cũng sẽ giúp cho chúng ta vuốt tâm các thứ nó dễ hơn. Đấy, vuốt tâm nó dễ lên đầu các kiểu hơn. Thì đấy là về mặt đồ họa. Thì như mình thấy là đồ họa nó không thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên thì có một điểm đấy là có thể ở trong cái phiên bản thử nghiệm ấy thì bên Ghana họ để một cái mức đồ họa nó chưa phải ở tối đa. Đấy, họ chưa chỉnh đồ họa tối đa để cho cái việc trải nghiệm phiên bản thử nghiệm này nó dễ. Và đến khi OB28 ra mắt chính thức thì có thể nó sẽ nâng lên một chút, nhưng mà sẽ chỉ ở một chút thôi anh em ạ.
Nếu như mà anh em vẫn đang chơi OB27 thì anh em vẫn sẽ chơi OB28 bình thường, không có vấn đề gì về mặt đồ họa cả. Đấy về mặt đồ họa. Còn thứ hai về mặt dung lượng game, thì về mặt dung lượng game chắc chắn OB28 sẽ nặng hơn so với cả OB27. Có một số lý do. Thứ nhất là OB28 sẽ bổ sung thêm rất là nhiều những cái sự kiện, như là những cái bộ trang phục. Khối lượng trang phục của OB28 sẽ là tương đối nhiều, và những cái đó nó sẽ làm nặng game hơn. Thứ hai, chúng ta sẽ có những cái nhân vật mới và những cái gói gọi là âm thanh mới ở trong game, thì cái này nó sẽ làm cho game nặng hơn. Thứ ba, chúng ta sẽ có những cái chế độ tinh chỉnh mới. Thứ nhất là có một cái chế độ kẻ mạo danh, đấy, cái bản đồ kẻ mạo danh. Thứ hai là chúng ta sẽ có cái chế độ là tự tạo bản đồ cho chúng ta. Đấy, thì cái chế độ tự tạo bản đồ ấy thì mình nghĩ là nó sẽ tương đối nặng, tại vì người chơi sẽ phải tải cái bản đồ đó về thì mới có thể, cũng như là tải những cái đồ trong cái bản đồ đó về để tiến hành tạo bản đồ thì chúng ta mới có thể chơi được cái chế độ đó. Ngoài ra thì theo những gì mà mình biết ấy, trong phiên bản sắp tới thì tử chiến như là bản đồ đấu thường cũng sẽ bổ sung thêm một số yếu tố mà liên quan ngày thanh trừng, liên quan đến sự kiện thanh trừng 3.0, và bản thân sự kiện thanh trừng 3.0 nó cũng sẽ được cập nhật. Nó là một sự kiện rất lớn của phiên bản OB28 sắp tới, thì điều này nó sẽ làm cho dung lượng của game nó sẽ tăng lên một chút. Mình nghĩ là dung lượng game nó sẽ tăng lên khoảng vài trăm mê. Đấy, thì cái này nó là truyền thống của mỗi phiên bản rồi. Thì nếu như mà điện thoại của anh em hiện tại mà không đủ dung lượng để chơi Free Fire thì anh em có hai lựa chọn: một là xin bố mẹ tiền mua điện thoại mới, đấy, hai là anh em xóa bớt những trò chơi khác đi. Đấy, tại vì bây giờ đa số trò chơi trong điện thoại thì dung lượng nó đều rất là lớn. Còn nếu mà điện thoại anh em mà dung lượng nó bé quá, ví dụ như nó chỉ có tầm 16 hay 32 GB, thì có lẽ là anh em nên nghĩ đến chuyện là tích tiền mua một chiếc điện thoại mới. Tại vì thực ra thì tính ra thì bây giờ Free Fire vẫn đang là game khá là nhẹ so với một số tựa game khác, ví dụ như tựa game bắt đầu một chữ P hay là những tựa game bắt đầu một chữ L, thì những tựa game đó bây giờ đang rất là nặng. Nhân chuyện mà nói đến chế độ tạo phòng thì anh chàng Next Textura và anh chàng Santi Mendes ở bên Brazil cũng đã có hé lộ về cái chế độ tự tạo phòng. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái ván đấu và đây là một cái giao diện của cái chế độ tự tạo phòng. Thì trong chế độ này nó sẽ có 4 phần. Thứ nhất là Objecto, tức là cái các cái vật thể. Thứ hai là construct, là cái các cái công trình. Thứ ba là các loại xe, không phải các loại xe mà các cái nhà, vâng, các cái nhà Estudia, là cả nhà. Và cuối cùng là decorate, là những cái đồ trang trí như là những cái cây. Nó sẽ có 4 mục này, và chúng ta sẽ chọn được một trong 4 mục này để xếp những cái đồ vào trong cái bản đồ. Cái bản đồ của chúng ta nó sẽ có hình vuông thôi, nó sẽ là hình vuông, và chúng ta thích xếp nào thì chúng ta xếp. Thì cái này chúng ta xếp như kiểu một cái bản đồ tử chiến cũng được. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái công cụ cho phép chúng ta xoay và đặt những cái công trình này ở trên cái bản đồ. Thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một chế độ khá là vui. Đây là một chế độ khá vui mà để cho anh em có thể thỏa sức gọi là chế ra những cái bản đồ. Như ví dụ như tôi sẽ chế một cái mê cung. Đấy, chắc chắn luôn. Ok, trở lại với cả những cái trang phục sắp ra mắt trong Anna Free Fire. Thì bên Brazil và bên nước ngoài họ đã hé lộ ra những cái trang phục do người chơi thiết kế mà sẽ được đưa vào trong game. Đấy, lý do vì sao lúc nãy ở đoạn đầu clip tôi nói là sẽ có rất nhiều trang phục mới, nó là như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều những cái bộ trang phục mới. Đầu tiên là trang phục bên tay trái, thì có vẻ như đó chính là cái nhân vật mà đã từng xuất hiện ở trong Anna Free Fire, trong cái bộ phim trong cái bộ phim Bí mật đảo quân sự phần 2, và đó là cái nhân vật kẻ xấu. Và không biết đó phải bộ trang phục không hay sẽ là một nhân vật mới tiếp theo, là một nhân vật có đầu đỏ và tai có nhọn nhọn lên. Thứ ba đó là một nhân vật mà có vẻ như sẽ là một tay rapper, và cuối cùng thì cũng là một vũ công và một ca sĩ gì đấy. Đấy, thì ở nhân vật số 4 thì trông trang phục trông khá đẹp. Đấy, trang phục trông khá đẹp anh em ạ. Chúng ta sẽ có tổng cộng đó là 12 trang phục mới. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái trang phục theo kiểu như là chú hề, nhưng mà hề nữ anh em ạ. Đấy, trông khá hắc ám. Tiếp theo là một cái bộ đồ mà trông như kiểu người ngoài hành tinh ấy. Đấy, cái bộ đồ ở số 2 trông đúng kiểu người ngoài hành tinh luôn. Bộ đồ thứ 3 thì có thể nó chỉ là một cái hình gọi là mẫu hình thôi, và nó sẽ là bộ đồ hình con gà. Thì bộ đồ, mình nghĩ bộ đồ hình con gà này nó sẽ là kiểu áo liền quần anh em ạ. Vâng, mấy cái bộ đồ này như kiểu người ngoài hành tinh ấy. Đấy, đúng kiểu người ngoài hành tinh luôn. Đấy, quả bộ đồ hình con gà, và cuối cùng là bộ đồ của một đấu sĩ gì đó người ngoài hành tinh. Đấy, trông nó cũng khá hay. Thì không biết là mấy cái bộ đồ này thì thực ra đây là mấy cái bộ đồ mà do người chơi thiết kế nha anh em nhá. Cái này do người chơi thiết kế, thế nên là khả năng là nó được đưa vào trong game là rất cao. Đây là những cái bộ đồ mà đã thắng được trong cái giải thi thiết kế, và ở trong phiên bản OB28 này có thể ở bên Nga nào sẽ đưa hết vào, họ sẽ đưa dần vào trong OB28, OB29. Nhưng mà để các bạn thấy là về
khối lượng đồ trong game sẽ rất nhiều. Tiếp theo ở vị trí số 1 trong cái bộ ảnh này, chúng ta sẽ có một cái bộ đồ mà tay và chân nhân vật nó không nhìn thấy đâu luôn, như kiểu là bộ đồ linh hồn ấy. Đấy, bộ đồ này theo phong cách khá kinh dị. Tiếp theo chúng ta đến một bộ đồ như kiểu là một cowboy, nhưng mà cowboy này là cowboy máy móc đấy, người toàn sắt thôi. Cái này mình nghĩ nó sẽ giống bộ đồ người xếp hình. Bộ đồ thứ ba thì cũng là theo kiểu hề quỷ đấy, trong kiểu hề quỷ trông mặt trông rất hắc ám luôn, mặt mặt cười đấy, và bộ đồ theo phong cách đen đỏ. Và cuối cùng là một bộ đồ trông rất ngầu đấy, bộ đồ như kiểu là một pháp sư hay một phù thủy gì đấy, đeo mặt nạ đầu lâu đó. Thì đó là một số những cái hé lộ về những cái trang phục sẽ ra mắt trong OB28 theo mình biết là như vậy. Ok, và nếu các bạn thấy video của mình lành mạnh bổ ích, các bạn thấy video của mình hay, đừng quên để lại mình một like và subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.